thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel của Thái Phạm. Và tôi xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là Thái Phạm, tôi là nhà đầu tư, nhà kinh doanh và là nhà sáng lập cộng đồng Happy Life đầu tư và thịnh vượng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau lại tiếp tục một chủ đề vào lúc 7 giờ tối hàng tuần trên kênh channel của Thái Phạm ngày thứ năm. Đó là những cái bí mật, những bí quyết của những doanh nhân và những nhà đầu tư lỗi lạc trên thế giới. Tuần này chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau về một người thầy vĩ đại của tôi, đó chính là Phil Tao, người rất nổi tiếng với quy tắc số 1 và Payback Time, ngày đòi nợ. Ông là người trực tiếp dạy tôi trong những cái năm 2015 và 2017 tại Mỹ, đồng thời là người dạy tôi từ năm 2009 đến giờ về đầu tư giá trị, về đầu tư theo quy tắc số 1 và Payback Time, ngày đòi nợ. Có rất nhiều những chia sẻ của tôi được truyền cảm hứng bởi Phil Tao, cũng như những cái tư duy, cái lập luận, cái cách tôi suy nghĩ về thế giới này đều lấy từ Phil Tao. Và những cái thứ đó tôi áp dụng và rất là thành công trong khoản đầu tư của tôi từ năm 2009 đến giờ tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Và tôi rất là mong đợi được chia sẻ những cái bí mật này đối với các bạn. Các bạn hãy cùng theo dõi người thầy của tôi chia sẻ về 6 cái bí mật để giúp cho ông ta thành công trên thị trường đầu tư là như thế nào nhé. Đặc biệt là cú dự báo rất là tuyệt vời về sự sụp đổ của thị trường năm 2007-2008. Và bạn hãy cùng xem nhé. Hãy thoát ra ngay, chúng ta sẽ không biết thị trường sẽ sụt giảm như thế nào đâu. Chúng ta vừa chứng kiến thị trường phục hồi 233 điểm ngày hôm nay. Dù mức tăng đáng kể như vậy, nhà đầu tư vẫn cảm thấy khá bất ổn và không biết phải đưa tiền của mình chạy về đâu. Để giải đáp mối lo lắng này, chúng ta mời đến chương trình hai vị khách mời là một thầy đầu tư Phil Tao, đồng thời là tác giả của cuốn Quy tắc số 1 và Payback Time, ngày đòi nợ, cùng với tổng biên tập của tờ Kiplinger Personal Finance, ông Manny Jeffries. Cảm ơn hai ông đã đến với chương trình này. Đầu với quan điểm của Phil nhé. Qua diễn biến của tuần vừa rồi với nhiều dịch chuyển dữ dội, ông có lời khuyên nào dành cho nhà đầu tư không? Đầu tiên, như quy tắc số 1 của ông Buffett trong hai quy tắc đầu tư, đó là quy tắc số 1, không được mất tiền, và quy tắc số 2, đừng quên quy tắc số 1. Như vậy, chúng ta cần phải nhớ quy tắc đầu tiên, không được mất tiền. Đây là cách suy nghĩ rất thực tiễn trong đầu tư khi mà 85% thị trường bị các nhà quản lý quỹ đầu tư nắm giữ. Điều đó có nghĩa là những nhà đầu tư nhỏ lẻ khi nhìn thấy họ cả khổng lồ rời thị trường, chúng ta phải thoát ra chỉ mất 8 giây mà thôi. Đó là lợi thế to lớn khi là nhà đầu tư nhỏ, thoát ra ngay bây giờ. Ý ông có nghĩa là gì? Điều tôi muốn nói ở đây là đầu tiên hãy thoát ra ngay. Chúng ta không biết thị trường sẽ sụt giảm như thế nào đâu. Chúng ta sẽ không dự đoán được điều này. Đừng dự đoán định hướng thị trường sẽ đi về đâu, mà theo dõi tay to một cách sát sao rồi nương theo đó để hành động. Vì chúng ta là nhà đầu tư nhỏ nên lợi thế của chúng ta là có thể thoát ra trong 8 giây. Trong khi đó với nhà đầu tư tổ chức, đó là hàng tuần. Đó là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta để chuyển thành tiền mặt, chờ đợi kiên nhẫn đến khi nào thị trường giảm về đáy. Lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu mua trở lại. Load up the truck. Manny, ông nghĩ sao về quan điểm này? Hãy cho chúng tôi biết được chiến lược đầu tư hợp lý. Tôi muốn Phil cho biết là khi nào là đáy. Khi nào được cho là đáy sao? Đó là khi tay to mua vào trở lại. Thị trường đã thay đổi kinh khủng trong 40 năm qua khi mà tiền của quỹ 401k đổ vào thị trường. Hiện tại là 14.000 tỷ đô do những nhà đầu tư tổ chức kiểm soát. Chúng có thể dịch chuyển đi xuống, cũng có thể dịch chuyển đi lên. Ý nghĩ, dự đoán xu hướng của nhà đầu tư nhỏ lẻ thật điên rồ. Điều đó không bao giờ xảy ra. Chúng ta chỉ có thể theo dấu người khổng lồ mà thôi. Bạn sẽ thấy đầu tư không mất nhiều thời gian khi bạn biết cách. Tôi là người dạy các con tôi chơi bóng chuyền, trượt ván trên tuyết, từng trò chơi một huấn luyện cho các đội chơi. Bạn hoàn toàn có thời gian để thực hiện những hoạt động đó. Thực sự, nó tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của bạn với gia đình của bạn. Đó là quãng thời gian vô cùng quý báu. Nhiều người có tiền nhưng họ không có nhiều thời gian. Nhiều người có khát vọng làm nhiều việc trong cuộc sống nhưng họ không có cơ hội để dành thời gian cho gia đình. Tôi bỗng nhớ đến một nhà đầu tư cũng giống như tôi vậy. Anh là nhà đầu tư Ấn Độ, Monish Babrai. Anh là nhà quản lý quỹ với khoảng 800 triệu đô la, rất hiệu quả với lãi kép đạt khoảng 32% một năm trong suốt 10 năm qua. Anh ấy bảo rằng một ngày của mình bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Đây là thời gian anh thức giấc.
Anh ta sống ở quận Cam. Bạn biết không, anh ấy dậy lúc 10 giờ rồi chuẩn bị bữa sáng cùng vợ của mình. Sau đó ông dành thời gian nghiên cứu rồi đứng dậy để chơi golf, chỉ vậy thôi. Đó là một ngày của người vận hành quỹ đầu tư 600 triệu đô la, bởi vì chúng ta không có nhiệm vụ phải cố gắng thúc ép khoản đầu tư phải sinh lời. Điều quan trọng của quy tắc số 1 là nhận diện cơ hội. Buffett nói rằng, sai lầm lớn nhất là bạn hành động, trong khi đó không phải là điều đáng làm, và phần lớn điều đúng đắn thực chất là không làm gì cả. Phần lớn thời gian đầu tư của tôi là không làm gì cả. Tôi rất giỏi làm việc này. Làm thế nào tôi xác định được doanh nghiệp để đầu tư? Bạn cần tập trung vào 3 chữ mở, và tiếp theo là chữ mở quan trọng nhất trong 4 chữ mở, đó là biên an toàn. Tôi sẽ trình bày ở đoạn cuối. Chữ mở đầu tiên là meaning, doanh nghiệp đó có ý nghĩa gì với bạn? Doanh nghiệp liên kết với hệ giá trị của bạn như thế nào? Điều này rất quan trọng. Bạn phải đầu tư vào doanh nghiệp bạn thích, có hứng thú và liên kết với giá trị của bạn. Chính vì hai lý do. Thứ nhất, nó giúp bạn trở thành nhà đầu tư tập trung hơn. Và thứ hai là bỏ phiếu giá trị của bạn bằng tiền của bạn cho những điều mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới trong 20 năm nữa. Điều này quan trọng hơn số lượng bạn có. Hãy tìm hiểu doanh nghiệp của bạn yêu thích. Bạn muốn nhìn thấy nó trên thế giới. Đó chính là meaning, ý nghĩa của doanh nghiệp. Con hào kinh tế của doanh nghiệp. Như chúng ta đã bàn luận rất nhiều về những phẩm chất nội tại bền vững giúp doanh nghiệp bảo vệ mình trước đối thủ cạnh tranh. Cũng tương tự như vùng nước bao quanh lâu đài, quân địch không thể tiến công tôi được. Vì tôi có dây xe lửa đi từ Long Beach đến Chicago, không ai có thể xây dựng đường dây mới. Họ không thể tấn công doanh nghiệp của tôi được. Chúng ta hãy tìm kiếm những con hào tương tự như vậy. Chữ M thứ ba là management, bạn lãnh đạo. Chúng ta tìm kiếm những người bạn chúng ta có thể tin tưởng và đặt niềm tin. Ở đây xuất hiện nhiều tính chủ quan. Warren Buffett nói rằng ông chỉ tìm kiếm những người mà ông cảm thấy thoải mái như anh em vợ. Hãy tìm kiếm bạn lãnh đạo chính trực. Đây là yếu tố hàng đầu. Yếu tố thứ hai là tài năng. Cách bạn tìm hiểu điều này là nghiên cứu lá thư gửi cổ đông của ban lãnh đạo, nghiên cứu về các thông tin của họ. Phần lớn những nhà lãnh đạo đều có những bài báo viết về họ như Wired, Fortune, Forbes, Wall Street Journal. Bạn chỉ cần tìm kiếm trên Google là xong. Như vậy, ba chữ mở, meaning, mode, management, sẽ giúp chúng ta tìm được công ty tốt. Sau đó, chữ mở thứ tư là margin of safety, biên an toàn. Đưa chúng ta đến vấn đề lớn thứ hai là làm thế nào bạn tìm được giá trị của doanh nghiệp này. Vì cuối cùng, chúng ta mua một doanh nghiệp và chúng ta biết vì sao Charlie Munger nói thăng trầm trong cuộc sống có thể thay đổi dần bản chất của doanh nghiệp. The nature of business. Do đó, chúng ta cần có biên an toàn. Để làm được điều này, chúng ta sẽ cần phải tính toán giá niêm yết sticker price và chúng ta sẽ phải phỏng tính thời gian hoàn vốn. Hay nói cách khác, đây là hai cách khác nhau để tìm giá trị và sau khi tìm kiếm giá trị, chúng ta sẽ tìm cách mua vào ở giá biên an toàn, có giá thấp hơn so với giá trị. Giả sử chúng ta mua Walmart vào năm 1970, khi công ty mới vừa trở thành công ty đại chúng vào thập niên 1970. Công ty này có tỷ lệ tăng trưởng đạt khoảng 18% một năm. Điều đó có nghĩa là công ty sẽ tăng trưởng gấp đôi sau mỗi chu kỳ là 4 năm. Nếu chúng ta quay về 32 năm trước và nắm giữ cổ phiếu của Walmart, giá trị của khoản đầu tư ta đặt vào sẽ gấp đôi lên cứ sau mỗi 4 năm. Như vậy, trong 32 năm, bạn sẽ có 8 lần nhân đôi khoản đầu tư của mình. Nghe này, ý tưởng tôi nói vô cùng hay ho, bạn sẽ yêu thích ngay thôi. Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm là điều khó hiểu nhất trên hành tinh này. Nhưng nếu bạn hiểu, bạn sẽ trở nên vô cùng giàu có. Nếu bạn có 10.000 đô đầu tư vào Walmart, bạn biết rằng khoản đầu tư này sẽ nhân đôi 8 lần trong vòng 32 năm, thì số tiền bạn dành cho tuổi hưu của bạn hiện tại là bao nhiêu? Từ số tiền ban đầu của bạn là 10.000 đô la, ta có 8 lần nhân đôi, 20.000 đô, 40.000 đô, 80.000 đô, 160.000 đô, 320.000 đô la, 640.000 đô la, 1.2 đô la và 2.4 triệu đô la. Như vậy, khoản đầu tư 10.000 đô la ban đầu của bạn vào Walmart trong sự nghiệp đầu tư của mình với tỷ lệ tăng trưởng 18% một năm sẽ lên đến 2.4 triệu đô la khi bạn vào tuổi nghỉ hưu. Đơn giản là đặt tiền vào đó và không làm gì cả. Tôi muốn nói với bạn rằng, không gì trên hành tinh có thể sinh lợi một cách tuyệt vời như bạn mua một công ty tuyệt vời ở mức giá tuyệt vời cả.
Về các bạn, đó là trò chơi tính toán. Bạn nhẩm nhanh trong đầu để tìm ra tỷ lệ tăng trưởng lãi kép hàng năm hoặc số năm để nhân đôi khoản đầu tư với một mức lãi kép nhất định. Vậy chúng ta sử dụng quy tắc 72 như thế nào? Bạn sẽ lấy 72 chia cho số năm đầu tư để biết số tiền nhân lên gấp đôi trong bao lâu. Ví dụ, như trong một khoản đầu tư, bạn muốn sau 7 năm số tiền của mình gấp đôi, hay sau 7 năm khoản đầu tư 10.000 đô sẽ tăng 20.000, tôi có thể tính như sau. Tôi tính lãi kép hàng năm của mình trong 7 năm đấy bằng cách lấy 72 chia cho số năm cần nắm giữ tài sản để tăng gấp đôi, tức là ta lấy 72 chia cho 7. Kết quả lãi kép trong hàng năm tương với 10%. The number of years it took to double into the number 72. So, I have 7 years to double, I divided into 72, it tells me my compounded annual growth rate was 10 or 10%. Okay, another way to think about it is một cách suy nghĩ khác là nếu tôi biết thứ mà tôi đang cố gắng đạt được nhờ vào quy tắc 72, tôi có thể tính toán được số tiền tôi sẽ nhân đôi trong bao lâu. Ví dụ, nếu tôi muốn đạt lãi kép 26% một năm, nếu đó là mục tiêu của tôi sẽ lấy 72 chia 26. Tôi biết được rằng mình cần bao nhiêu năm để nhân đôi số tiền của mình. 72 chia cho 26 sẽ bằng 3, tức gần 3 năm để 10.000 đô la trở thành 20.000 đô la. Nếu tôi mong đợi khoảng thời gian để gia tăng gấp đôi là 5 năm, tức là mất 5 năm để 10.000 đô la trở thành 20.000 đô la, tôi sẽ lấy 72 chia cho 5, thì kết quả xấp xỉ bằng 15%. Như vậy, tôi cần đạt tỷ suất là 15% trong 5 năm để nhân đôi số tiền của mình. Dù về tất hay về cổ phiếu, tôi thích mua món hàng chất lượng khi giảm giá. Tôi đồng ý với ý tưởng của Warren Buffett, chúng ta đều thích mua hàng giảm giá. Một trong những điều tốt nhất mà nhà đầu tư chúng ta có thể làm là tìm kiếm những doanh nghiệp tuyệt vời và mua vào chúng khi giảm giá. Hãy để tôi kể cho bạn một ví dụ nhé. Giả sử bạn đi chợ và nhìn thấy một món bò bít tết ưa thích của mình đang giảm giá 50%, mà đó là thực phẩm bạn luôn luôn lựa chọn khi đi chợ và mua ở giá niêm yết vì nó rất là ngon. Bây giờ giá thịt giảm xuống 50%, vẫn là miếng thịt đó. Đúng vậy, chỉ khác là nó đang giảm giá mà thôi. Bạn thích mua nó khi giảm giá đúng không? Giả sử bạn quay trở lại ngày hôm sau vào cửa hàng và miếng thịt đó lại giảm thêm 70%. Bạn đã mua khi giá thịt giảm 50% và giờ đây bạn sướng dương lên vì giá thịt lại giảm thêm. Khó mà chối từ được. Bạn sẽ mua nhiều thịt hơn và trữ trong ngăn đá. Bạn sung sướng vì giá giảm 70% thay vì chỉ vì 50%. Tương tự, việc mua cổ phiếu cũng vậy. Chúng ta nên mua những doanh nghiệp thật tốt, thật chất lượng ở 1/2 so với giá trị thực. Nói cách khác, chúng ta mua tờ 10 đô la với giá 5 đô mà thôi. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ thực hiện như vậy đối với doanh nghiệp tuyệt vời. Điều đó có nghĩa là bạn hiểu doanh nghiệp. Meaning, doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững hay còn gọi là một con hào kinh tế và có ban lãnh đạo management mà bạn có thể tin tưởng. Bạn không nên mua công ty giảm giá mà không thỏa mãn ba điều kiện trên. Đừng để bỏ lỡ những video và những thông tin mới nhất của tôi. Hãy truy cập trang fanpage Thái Phạm, ấn nút follow và chọn xem trước để không bỏ lỡ những chia sẻ mới nhất của Thái Phạm. Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo.